Chào cả nhà. Thì sáng nay thu hoạch rau nha. Cái này thì xanh hàng đồng nè. Nguyên cây cải. Với xanh với nhà. Với nhà gì? Này gì? Gì đi? Mồng tơi. Ừ, mồng tơi. Hồi mình nấu lẩu ăn, lẩu cá, chả cá. Mình cắt ra mình cho nó lên tiếp để nó bịch bịch lại. Nợ cái cây này nó dài thế nè, dài. Chỉ đủ ăn luôn á, ngon ghê. Rồi gỗ rau coi nè, một gỗ luôn, quá trời ngon luôn. À, mình trồng á, mỗi thứ chút chút vậy đó. Hôm nay mình ăn lẩu là mình cắt mình ăn lẩu đủ luôn á. Này là cải xanh thì mình nấu này, chả cá nè, mình đang ngâm để tủ đông á. Bây giờ mình đem ra ngâm. Thì cái chả cá này cả nhà cứ mua về như nè, cứ để tủ đông đi. Giờ nào mình ăn á thì mình đem ra mình ngâm như vậy. Ngâm xong rồi thì mình nhồi lại khoảng 15 phút. 15 phút thôi, 10 phút 15 phút thôi. Thì nó sẽ dai ngon bình thường nha. Chả cá này thì đã trộn rồi, trộn sẵn rồi thì cả nhà cứ đem về làm mình nấu canh hoặc mình dùng củ qua á, như hôm nay Hằng nấu nha, là nấu lẩu vậy đó, rồi mình nướng rau. Trứng hôm nay kho trứng ăn. Trứng này là trứng cá trứng của cá chép. Hôm bữa làm khô quá rồi có trứng nè, bự lắm. Hồi kho trứng này ăn thêm với này thì phần thịt này thì cho anh ba. Anh ba là chỉ ăn thịt thôi cho nên xíu nó làm thịt cho anh ba. Cho thêm ít hành vô nữa thôi, tại này ta chưa để hành, mình cho ít hành nữa thì mình nhồi lên khoảng 10 phút thôi là của mình là được rồi đó. Tại cái này nó cũng dai sẵn rồi, mình chỉ việc nhồi chừng 10 phút 15 phút nó là ngon lắm rồi. Giờ Hằng sẽ nhồi cái phần cá này nha. Hằng sẽ hành tím với hành lá lên, gấp hành lá lên cho thơm lên. Thế là mình cho nước vô. Cái hành tím với hành gốc hành này đi lên bơm bưng. Thì cái này cũng dễ nấu, cái gì thì cứ đi lên cho thơm. Mình ăn quá chả cá mình đổ ra hàng quết lại chừng 15 phút thôi, 10 phút thôi, cũng gần tới 15 nữa là nó dai vậy đó, ngon quá. Mình cứ để tủ đông thôi. Cá xong này ký chả cá này thì chút xíu nó thì hàng ngày cứ chích một cục ngục thì để vô thôi, cục cho mình để vô, cứ chích một cục cục vậy để vô. Chả cá này dai ngon lắm, anh nhà mua về ăn thử đi. Mình không mình nấu mì á, mình cũng cháy hành lên cho thơm vậy đó, rồi mình lấy cái nước đó mình nấu vậy nè, mình ăn với mì á ngon lắm. Chả cá này là nhà hàng thích ăn lắm, cứ làm lên vậy nè ăn. Mình nấu nước vậy nè, cái mình để mì vô, để rau vô, ngon. Còn cái nước Hằng sẽ ăn nhúng nha, nhúng rau, rau của nhà luôn, rau thì Hằng trồng. Thì mình lấy cái muỗng mình chích để vô đó, cái nó, lấy cái mình chích cá để vô thôi nó không dính. Nhúng cái cây muỗng vô trong máy luôn.
Cái trong nồi nóng á, cái nó gớt cục cục cá ra. Dịch từ cục này. Và cá này ngon lắm. Nhà cứ mua ăn thử đi. Nó trộn sẵn này nè. Thì nó ngon. Nấu cá này mà nó nổi lên thì là chín rồi. Để mình xem nó dai nè. Dai nè. Dai ngon lắm. Cá này dai ngon. Đó, mình cứ về mình nấu vậy nè. Rồi cái mình sắc củ qua, lát mộng 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 mình bỏ vô nấu canh cũng ngon. Còn mà không ấy, mình để mình nấu canh cải xanh, cải ngọt, mướp, đồ này kia là mình nấu được hết. Nhưng mà mình nấu lẩu thì bây giờ Hằng cũng ăn với cải xanh với mồng tơi, nhưng mà chút xíu Hằng sẽ nấu cái nước này xong Hằng nhúng nha, nhúng vô mình ăn với lẩu, ăn như lẩu vậy đó, vậy sẽ ngon hơn, mình ăn rau sẽ ngon hơn. Rồi này mình đem đi khìa, bữa nay đem đi khìa đi. Anh ba thì thích ăn khìa lắm nên đem đi khìa. Vô đây là cái gì đổ nước vô cái nó nghiệp này mà kho thì thịt này mà ẩm nước dừa mà giờ ai đi mua nước dừa cái mình kho bằng nước nha. Hồi nó lên màu đẹp mình để tỏi khi vô luôn, thì tỏi để vô cho nó thơm. Mình kho trứng nè, ướp nè, trứng này trứng cá bự nè, bởi vì nó to. Bà nội thích ăn cá trứng nè, thích ăn trứng với trứng to với bé Bình nè, hai bà cháu thích lắm. Lấy cái trứng lấy cá đem đi mua mặn á. Rồi cái mấy con có mấy cái trứng này. Bây giờ mình lấy cái mấy trứng này đem nó kho. Trứng cá này nó ngon lắm. Như bữa Hằng làm cá chép chèo muối sáng nghệ đó. Hằng ra nó có cái cá chép cha mấy cái trứng nè, cá này trứng này thì phải kho nước. Rồi cho nước vô, giờ mình cho xíu nước vô, mình cho nước trứng cá, trứng cá. Ba nhà này là ai ăn cá là phải làm món thịt cho ba ăn.
mình cho nước nó cạn cạn xíu, nó rút luôn cho nó thấm nó. Trứng cá hết bếp xong, cái này là trứng cá kho to cái nè, cái trứng nó to nè, biết to nè. Nhìn ngon. Giờ mình gấp ra dĩa. Mấy cái trứng này là trứng non nên nó mới nhỏ. Còn mấy cái trứng già thì nó bự. Xong chuẩn bị dọn cơm ăn nhà, giờ này đói bụng. Mời cả nhà ăn cơm, mời cô chú anh chị, mời tất cả ai xem tiếp của hàng hàng mời hết nha, mời bà Khương mình lại ăn ra cơm. Mời cô ăn cá, ăn cá. Mời cả nhà ăn cơm, mời chị ăn cà phê. Mời cho hết. Cái cây nó non để vô luôn con. Mấy cái chỗ nào non ơi. Mời cho ăn cá trước đi má. Rồi hồi chờ nó sôi lên ha. Để vô. Cái này là chả cá. Cái này là cải ngái nè. Ừ, dai quá. Là cải ngon. Ngon hả? Dai với dừa. Ngon quá, coi mỡ nè. Cái tay mổ hoài không hết. Ngon không? Ở đây ăn cua, gỏi rau. No luôn, sáng đêm không ngủ được, ăn hết lắm. Ôi, ăn chả cá. Không, chả cá không cha. Cá biển. Cá biển gì, cá này coi nó đâu gọi là cá biển mà cá nước mặn thôi. Ngon hả Bình? Bình thì từ trứng tới trứng thôi. Ủa này cá măng. Chả cá măng á. Ngon. Cái đó đây là về là mình chỉ việc là mình nấu thôi chứ không có niêm thêm. Ngon. Chiên cũng ngon. Cho chín chút hoa gấp cho nội, kêu mày chín không á con. Tiếp tục cả ha. Tại vì ta đừng ăn cà nữa, cà nhất lắm. Cái gì mà không nhất? Vậy biết à? Cái gì mà không nhất ăn luôn. Con. Ủa thả lò bấm được à? Rồi được đó. Mời bác của mình ăn cơm.
ngon quá, sáng nay mình ngon quá. Trứng cá đều ngon. Ừ. Hỏi Bình kìa, nãy giờ nó ăn trứng cá không kìa? Ngon. Nó thích trứng cá lắm. Ăn trứng cá gì cũng tốt. Mà chất đạm nó nhiều quá, lạm dụng nó quá, con bị lần đó. Cảm ơn. Ăn này. Cảm ơn. Đường thịt. Ngọt quá, ngọt quá. Giờ ăn nó không mặn. Cơm mà mình bắt chuột lắm anh. Ừ. Rồi anh gỗ hiếu đi bắt chuột. Tôi bắt chuột ở đây. Chuột ở đây, chuột chuột gần nhà hả? Con xong rồi. Anh với Hằng đi về đồng ruộng chơi. Chào cả nhà. Thì hôm nay Hằng mua cua nè, cái này con cua này nó ngủm nè, bà Hai cho Hằng nè. Ừ, nó ngủm rồi, bà Hai cho. Cua này nó cũng mới nó ngủm rồi nè. Còn này thì Hằng mua cua ghẻ của bà Hai á. Thì cua giạc á, cả nhà có ăn cua giạc á thì gọi cho Hằng nha, để Hằng gửi. Hôm nay Hằng thử gửi thịt nha, thử xem thử coi Hằng mua cua này nè, mình gửi thịt đó là được bao nhiêu. Thì đặng biết á, mưa mốt rồi cả nhà dặn Hằng á, đặt Hằng á thì Hằng sẽ lãnh nha. Không biết một ký cua mình gửi được bao nhiêu nữa. Thì này Hằng mới mua nè, cua này là cua gạch nè. Mà nó gãy càng. Gãy càng và hay bán cho Hằng cua giạc luôn. Mình cua giạc này thì này cái gì? Cua gạch nữa mà gạch nhỏ gãy càng. Này, cua giạc thì nó vậy nè, nó có nhỏ có lớn nè. Rồi hai bán cua giạc thì nó không được ngon nha. Thì này 2 kg nè, Hằng mới mua. Cái loại này thì nó rẻ, thì cả nhà có ăn cua giạc thì Hằng bán cua giạc nha. Nếu mà bán dây như vậy thì Hằng bán 200 hoặc 200 mấy ký nha, tùy loại nha. Tùy loại nó không được ngon lắm thì nó 100 mấy, còn ngon thì 200 mấy nha. Nhưng mà bao thì Hằng không có bao. Thì Hằng này là Hằng giạc. Thì cả nhà có ăn cái loại hàng giặt này thì hàng gửi nha. Thì nó cũng ngon chứ không phải là nó không ngon, nhưng mà kiểu như nó như cua kia thì nó không được như cua kia thôi. Đó, giờ hàng luộc hết nhiêu đây để mình ghẻ thịt. Để mình nấu bánh canh, ngày mời nấu bánh canh nè. Cái này em thổi lấy 2 kg mực nè. Mực này là mực ống nè, mực ống trứng á. Thì 14 tới 16 con thì em lấy 2 kg nè. Giờ hàng gửi lên cho em 2 kg. Lên 2 kg nha sau nè. Cá nâu này 6 con dung ký nhưng mà nó ú nu à. Ui lắm, ngon lắm luôn á, cá nâu này nè. Thì em thổi lấy 2 kg. Thì vợ Hằng gửi cho em 2 kg. Rồi với 2 kg cá đối, với 2 kg mực trứng. Cho mỗi lớp vậy nè, cũng sắp sắp để vô. Đi vô trong tủ nè, ginh cái bát đá trên trong tủ lại cho mẹ. 2 kg cái cá đối nha. Cá đối này ngon. Cá đối này trứng. Mở thì nó 4 con vô 1 kg thì cái này thì 2 kg thì 2 kg mực trứng nữa, mực trứng này nè là 2 kg nè, bịch vậy là 1 kg nè.
size 14 tới 16 con. Ngon không? Cả nhà xem mực này mực trứng nha. Tụi mình vô một dĩa như vậy nè. Hàng luộc rồi nè. Bây giờ mình dĩa thịt ra nha. Hàng dĩa thịt ra thử được bao nhiêu. Rồi để Hàng biết đặng Hàng bán thịt cua nha. Thịt cua thì Hàng mua cua như nè, cua giạc như nè. Hàng như để Hàng gỡ ra thử được bao nhiêu nha. Đây, cả nhà xem mình nhìn ngon ghê không? À, đây, thịt không à. Mẹ thịt không à, Hàng mới gỡ rồi nè. Thịt ngon nha, cua này là cua sống á, không phải cua chết nha, nhưng mà Hằng mua cua giạc á, để Hằng gửi thịt tới thì cái thịt nó vẫn ngọt ngon, với nhiều khi nó sẽ có gạch nữa nè. Thì cái này thì Hằng bán 800 ngàn ký nha. Thì cả nhà của Hằng á thì Hằng gửi thịt như vậy nè là 800 ngàn một ký. Hằng gửi sạch sẽ lắm nha, mình mang bao tay vô Hằng gửi đàng hoàng luôn, nhưng mà cua sống nha, bảo đảm mà cả nhà là cua sống chứ không phải là cua chết nha. Thì cua chết Hằng không có để vô trong này đâu. Thì cái này Hằng sẽ gỡ thịt vậy nè, cả nhà đặt thì Hằng gỡ thịt vậy nè, để vô bịch thì gỡ hết xương nha, chỉ còn gạch thôi. Thì cái này mỗi một bịch, cái này thì Hằng bán ký 700, thì ký 800 thì cả nhà có ăn á thì cả nhà gọi Hằng nha. Thì Hằng sẽ gỡ thịt ra, Hằng bán ký như là 800 nha. Đây là Hằng tím phi lên cho nó thơm. À, giờ mình cho tôm vô nấu mì. Cái tôm này là bên Hằng bán nè. Cái tôm này là tôm sú nè, sú thiên nhiên á, thì để tủ đông nha, khi nào ăn cũng được hết trơn á. Tôm sú này nè, rồi nó tôm bên đây. Con đi lấy bịch cua ở trong tủ, nãy mẹ định để vô tủ đem lên đây rồi kêu anh ba lên ăn mì nè. Nè, làm mì cho ăn nè. Mẹ đang nấu mì nè. Giờ đổ nước vô. Cái tôm này nè là bên Hàng bán, cái này là khoảng cỡ 20 con hay mấy con á. Thì cả nhà mua về hoặc 30 con nữa mình mua về để cho nấu mì nha. Tôm này nè. Nấu hả, là cái này là để tủ đông đâu gần cả tháng trời. Nhưng mà vẫn ngon bình thường nha, vẫn chai, vẫn chặt thịt, vẫn tươi bình thường luôn. Tại vì tôm tươi á mình đem đi đông thì rất là ngon. Tôm cua, cái này là cua nè, cua gạch nè, mình gỡ thịt ra nè. Thì giờ mình để cái thịt lên. Thì cái nhà mua mà mình cua thịt nè, gỡ sẵn nè, về cái mình chỉ việc mình nấu mì cũng để cua vô ăn cũng được. Còn này thì tôm nha, mì tôm thịt, cái này là của anh ba. Này chiều thì mình ăn rồi, cho nên giờ thì mình ăn chỉ một gói thôi. Này phần của mình, này phần của anh Tâm B, nhà em. Phần này hơi đặc biệt một chút. Đó. Bà nội chiều bà nội ăn cơm rồi đó. Giờ này bà nội no nên nội không ăn. Này là của bé Nguyên. Cái này là của cục vàng nhỏ. Đó. Này của bé Nguyên thì ăn được cua thôi. Cả nhà nấu mì vậy nè. Cái Hàng bán cua gỡ thịt vậy nè. Thì một ký 800 nha. 800 thì thịt không á là 800 ký. Thì cả nhà có ăn thì gọi cho Hàng. Thì Hàng sẽ gửi nha. Cua này nhiều lắm, mỗi ký vậy là nhiều lắm luôn á. Thì giờ cả nhà mua cái về gì nè, mỗi khi mình ăn mì mình cho vô một muỗng thôi, vô muỗng thôi rồi ngon hết ý, nhiều ghê luôn á. Mà có gạch nó nhiều, khi có gạch thành bỏ vô luôn nè. Nó vậy nè, thì một ký Hàng bán 800 nha, gửi thịt rồi như vậy. Cái phần thịt không á thì Hàng bán ký 800. Thì cả nhà quan thì gọi cho Hằng thì Hằng sẽ gỡ thịt nha. Cua bảo đảm là không phải cua chết, Hằng sẽ lấy cua sống, cua chết Hằng không để vô nha. Thì cả nhà ăn thì gọi Hằng. Cái này thì ba cái cua hồi hũ dừa này là 4,1 kg. Bây giờ mình để khô lên, khô cá sạch 7 con cho 1 ký với 1 cái khô cá nóc. Chị Tốt này là chị của chị Tú. Mà chị Tú thì ở nước ngoài hay mua đồ bên Hằng. Thì chị ủng hộ Hằng lắm. Thì em cảm ơn chị như chị Tốt. Chị Tốt, chị Tú luôn. Tôm này ngon quá trời luôn. Giờ hôm nay Hằng gửi đồ cho chị Tốt nữa nha. Thì nói chung với Hằng bán khách quen không à. Mấy anh chị cứ mua của Hằng rồi mua nữa vậy đó, ủng hộ Hằng vậy đó. Thì cho nên cái này thì Hằng đi 3 ký tôm cho chị nè. 3 ký này 29 con luôn. 3 ký này 29 con luôn. Tôm to, bự, bao ngon luôn.
Thì tôm này thiên nhiên nha, tôm đi 3 ký tôm, rồi với mực, rồi để mực vô đi con, cho miếng nước vô lấy đi bị, được không? Được chưa? Hay là gì được rồi? Còn xíu nước đi con. Rồi với cái này là mực ống, với mực trứng. Mực trứng này cái size 14 tới 16 con nè. Thì cái mực này rất là ngon nha, nó to cái nè. Mực to á, mực ngon á. Nè, tươi ngon lắm. Thì cái mực này thì đi 3 ký. Rồi được rồi con. Rồi cho cái ra thêm. Dạ, quên. Rồi, cho đá vô. Cái này trong đây có nước đá không? Có. Đây là mực gì? Mực mực kẽm. Trời ơi, ngon dữ luôn. Trời ơi, con này mực ngon ghê. Thì chị Tốt này là quen ăn của Hằng này. Từ khô tới mực rồi này kia là chị ăn của Hằng không luôn. Tôm, cua nữa. Chị thích ăn bên Hằng lắm. Củ dừa. Củ dừa này non lắm luôn á, non ăn với như mình ăn hết luôn á, mình không bỏ gì hết trơn. Ba cái củ dừa này hồi nãy là cái này thì ba cái củ dừa này là 4 ký mốt. Bây giờ mình để khô lên, khô cá sạch 7 con cho 1 ký với 1 ký khô cá lóc. Chị Tốt này là chị của chị Tú, mà chị Tú thì ở nước ngoài hay mua đồ bên Hằng, thì chị ủng hộ Hằng lắm. Thì em cảm ơn chị nha, chị Tốt, chị Tốt, chị Tú luôn. Thì cá này thì đặt làm á, thì vừa làm xong nè cả nhà xem này, trắng tươi nha, ngon ghê, không có mặn đâu. Cá này thì vừa ăn cơm mà. Thì cái này Hằng cũng được có 6 ký à. Đặt làm được hết 6 ký. Bây giờ tối 2 giờ Hằng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào clip sau.